Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, là Trường Giang đang tiếp tục di chuyển sang phía khu vực biểu diễn tiếp theo. Một cái công nghệ đó là công nghệ sẹo ngay đường chân tóc. Và công nghệ này thì đã hoàn tất xong rồi. Tại thì các master đang giữ người mẫu ở lại đây với một nửa đã làm xong và một nửa còn lại thì chưa làm. Với cái công nghệ này thì chúng ta mất khoảng tầm 3 cô để có thể thành cho full thí sinh rồi, 19 đứa mà hết rồi, cả thầy chồng của cô cũng phải vào làm. Chiếm hết cả bàn khu vực, gần như hết bàn của các cái nhóm khác đấy. Và cái thời gian mà để làm cho thì phải tùy theo từng tùy theo nhà thời gian làm á thì là sẽ tùy theo từng khách hàng thì sẽ là kéo dài từ khoảng 1 tiếng tới 2 tiếng. Vậy xin